Vâng, xin chào mọi người đang xem video trên kênh âm thanh của Trường Phát. Video tiếp theo giới thiệu đến các bác một cặp loa của hãng Denon. Loa này được tách ra từ bộ dàn có tên là XVK33, một bộ dàn khá là chất lượng và hay của hãng Denon các bác nhé. Tình trạng loa hàng bãi về còn nguyên zin, tuyệt đối tất cả các loa chưa qua sửa chữa. Về thông số của thùng loa với chiều cao là 25, chiều sâu là 24 và chiều ngang là 15 phân. Thiết kế khá nhỏ gọn. Tuy nhiên là công suất cũng 50W một bên. Đợt đông thì bao giờ cũng vậy, nhỏ nhưng mà chất âm rất là tốt, nhỏ có võ các bác nhé. Đặc biệt là dòng này thiết kế với từ sắt lớn là cho chất âm rất là hay. Thùng loa vân gỗ còn đẹp. Loa vẫn còn đầy đủ hai ê căng. Hai ê căng còn sạch đẹp luôn, không bị rách. Vâng, loa hai đường tiếng với một bát có đường kính nó khoảng 12-13 cm, màng carbon màu trắng, mũi bạc và gân cao su, gân khá dày dặn, tuy nhiên là cũng mềm nhé. Gân còn rất tốt, cho tiếng bát đánh rất chắc. Đó, tình trạng cả loa chép và loa bát còn nguyên zin và rất đẹp. Cặp loa thiết kế khá là bắt mắt. Vâng, và đây là một cặp loa của TV cổ, nó là dạng loa toàn dải. Chút nữa bác nào mua thì em sẽ tặng kèm cái cặp loa này các bác nhé, để các bác về có thể làm nghe, làm loa chung hoặc là loa check đó, chất âm rất hay. Đây là phía sau có loa, góc cạnh đã được xử lý rất chắc chắn. Đó là loa hàng bãi về nên là cũng phải gia cố thêm cái viền loa đầu ngày, tránh nó bị vỡ ra thì nó sẽ xấu, mặc dù nó ở bên mép bên ngoài thôi. Đã xử lý ok các bác nhé. Loa đờ đông có tên là XVK33, trở kháng là 6 ohm, công suất 50W một bên. Đó, các bác có thể đánh những âm ly nhật hoặc là âm ly dàn mini. Âm ly nhật thì càng tốt, công suất là trên 100W, từ 100W trở lên cũng chơi được. Đánh tốt trong phòng 15-20 m². Đây là số gọi là số seri đi, nó 2744. Đó, bên này cũng vậy, 2744. Đây là cầu bắt dây loa dạng kẹp. Và kích thước của loa bát, nó cả viền nó là 13 cm, 13 cm, và đường kính của loa check này thì nó là hơn 8 cm các bác nhé.
Đó, loa còn nguyên zin. Đây là phía sau của loa bass. Loa bass từ sắt rất đẹp. Có đường kính của từ lên đến 9 cm. Vàng ống. Các thông số như là 6 ohm này. Công suất max là 50W một bên này. Loa nhỏ nhưng mà từ rất là gấu các bác nhé. Là chịu đòn rất tốt. Tiếng bass đánh chắc và tròn lắm. Ok, em sẽ lắp vào và test nhạc cho các bác. Chất âm của Đờ Lông nghe bà giải rất tốt, đặc biệt là tiếng bass luôn là thế mạnh của Đờ Lông các bác nhé. Và các bác nào mua thì em sẽ tặng kèm một cặp loa tháo từ tivi, và này các bác có thể tận dụng làm loa lời hoặc là loa check. Các bác dùng loa check các bác gắn tụ vào để cả làm loa check. Rồi này có thông số là 8 ohm và công suất max 25W. Đó, loa từ sắt màu vàng cho chất âm khá là hay. Và với cặp loa của Đờ Đông có giá là 700 ngàn các bác nhé, 700 ngàn và tặng thêm một cặp loa của tivi. Đó, giá chưa bao gồm phí ship. Và ưu tiên bác nào chuyển hết nhanh gọn, bác nào thấy được thì liên hệ theo số điện thoại 0935 668 698. Em ở Đông Anh, Hà Nội, em ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện. Khi có cọc, xem kỹ trước khi liên hệ. Vâng, xin chào.